6. Những phương pháp hành thiền tâm từ. Có hai cách hành thiền tâm từ. Một, tu tập tâm từ không đắc thiền. Hai, tu tập tâm từ để đắc thiền. Tu tập tâm từ không đắc thiền. Trước tiên, tôi sẽ nói về cách tu tập tâm từ không đắc thiền. Khi chúng ta hành thiền tâm từ, chúng ta phải cẩn thận ghi nhớ rằng ý nghĩa các từ chúng ta dùng phải rõ ràng. Chúng ta nên dùng càng ít từ càng tốt, và những đoạn, những câu cũng phải ngắn gọn. Lý do là gì? Những câu chữ ngắn gọn, rõ ràng và súc tích sẽ giúp làm cho tâm từ có uy lực và mạnh mẽ hơn. Khi hành thiền tâm từ, chúng ta cần phải có một ước muốn chân thực, mong cho những người khác được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Nhờ vậy, tâm từ của chúng ta mới trở nên mãnh liệt. Phát triển loại tâm từ đầy uy lực này là mục đích chính yếu. Tuy nhiên, chỉ khi nào chúng ta thực sự hiểu được những chữ mà chúng ta đang dùng, thì tâm từ của chúng ta mới trở nên mạnh mẽ. Nếu chúng ta không hiểu ý nghĩa của các từ chúng ta đang dùng, chúng ta sẽ không thể phát triển tâm từ cho có sức mạnh như vậy được. Một điều cần biết khác nữa là, nếu chúng ta sử dụng quá nhiều từ hay câu, chúng ta sẽ không dễ gì phát triển được tâm từ mạnh mẽ này, bởi vì chúng ta sẽ phải bỏ ra nỗ lực thật nhiều để nhớ và đọc những chữ ấy. Đối với người mà thiền tâm từ vẫn chưa được phát triển tốt, do sự cố này mà tâm từ của họ đôi khi có thể trở nên yếu đi hoặc thậm chí biến mất hoàn toàn. Và nếu những chữ chúng ta dùng quá quyến rũ trí tưởng tượng, chúng ta có thể bị mê hoặc bởi chính những chữ ấy. Vì thế, chúng ta chỉ nên sử dụng một vài chữ và cố gắng giữ cho câu càng ngắn gọn càng tốt. Chẳng hạn, chúng ta bắt đầu với cầu mong cho tất cả chúng sinh được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Khi bạn muốn thêm vào một cái gì khác, hãy bao gồm những đoạn sau từng bước một. Cầu mong cho tất cả chúng sinh được thoát khỏi khổ thân. Cầu mong cho tất cả chúng sinh được thoát khỏi khổ tâm. Cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt được thành tựu mỹ mãn. Khi chúng ta đang hành thiền tâm từ và sự tập trung càng lúc càng lắng sâu hơn, việc đọc câu đầu cầu mong cho tất cả chúng sinh được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên, lúc này dường như mất một thời gian khá lâu. Kết quả là sự thực hành của chúng ta sẽ không phát triển một cách trôi chảy. Vì thế, chúng ta nên giảm câu ấy xuống còn cầu mong cho tất cả chúng sanh được an vui. Và lặp đi lặp lại câu này nhiều lần. Theo cách này, việc thực hành sẽ tiến triển trở lại không cần nỗ lực. Đây là lý do tại sao chúng ta chỉ nên sử dụng một vài chữ mà thôi. Một người đang hành thiền tâm từ nên coi tất cả mọi chúng sanh y như cách người mẹ chăm sóc đứa con độc nhất của mình vậy. Khi chúng ta niệm tưởng trong tâm hay đọc thầm tất cả chúng sanh, chúng ta phải hướng tâm của chúng ta về tất cả chúng sanh. Không cần thiết phải hình dung một bức tranh về tất cả chúng sanh trong tâm. Vấn đề chỉ là làm sao chúng ta hướng tâm đến tất cả chúng sanh mà thôi. Cũng vậy, tạo một bức tranh trong tâm về hình thù hay hình dáng của các chúng sanh mà chúng ta đang phát triển tâm từ cho họ không phải là gì quan trọng. Nếu chúng ta cố gắng để tạo một bức tranh trong tâm, có thể chúng ta sẽ rất khó để phát triển những đức của tâm từ. Lúc ban đầu, khi định tâm hay sự tập trung vẫn còn yếu, thậm chí đôi lúc chúng ta có thể thấy rằng tâm từ hoàn toàn biến mất. Khi chúng ta niệm thầm cầu mong cho tất cả chúng sanh được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên,
chúng ta cần phải chắc chắn rằng ước nguyện của chúng ta cho sức khỏe, hạnh phúc và bình yên của họ là chân thật và mạnh mẽ. Cầu mong cho họ được khỏe mạnh có nghĩa là chúng ta ước nguyện cho tất cả chúng sanh được thoát khỏi sự nguy hiểm về thân và bất kỳ loại bệnh hoạn nào. Cầu mong cho họ được hạnh phúc và bình yên có nghĩa là chúng ta ước nguyện cho tất cả chúng sanh được thoát khỏi khổ tâm như lo lắng, ưu sầu, tức giận, buồn phiền, khát khoải, khát khao, tự phụ và ghen tị. Chúng ta ước mong cho họ được hạnh phúc và bình yên. Với phương pháp hành thiền tâm từ này, chúng ta phải lặp đi lặp lại nhiều lần những đoạn vừa nói. Sẽ đặc biệt hữu ích nếu chúng ta lặp đi lặp lại lớn tiếng những đoạn cầu mong này lúc bắt đầu của một thời ngồi thiền khi mà định vẫn chưa đủ mạnh, hoặc khi chúng ta cảm thấy buồn ngủ hay có một cái tâm đầy sân hận, lo lắng, khắc khoải hay nhiều tạp niệm. Nếu chúng ta chỉ lặp lại những đoạn này trong tâm vào lúc như vậy, việc hành thiền tâm từ của chúng ta sẽ không hiệu quả lắm. Khi chúng ta gia tăng nỗ lực bằng cách lặp đi lặp lại những đoạn ý lớn tiếng hơn, tâm từ của chúng ta có thể sẽ áp đảo những trạng thái tâm giống như nóng giận, và lúc đó việc hành tâm từ của chúng ta sẽ tiến triển tốt đẹp hơn. Đó là lý do vì sao chúng ta nên lặp đi lặp lại lớn tiếng những đoạn rải tâm từ này vào những lúc tâm bị sân hận và những phiền não khác quấy rầy. Cách hành thiền tâm từ không xác định. Anuddhisa Metta. Trong kinh Từ Bi Metta Sutta, Đức Phật nói rằng người hành thiền nên hành thiền tâm từ trong giờ đi kinh hành hoặc khi sử dụng một trong bốn oai nghi đi, đứng, ngồi hoặc nằm. Nói chung, khi chúng ta đang hành thiền tâm từ hoặc khi chúng ta đi kinh hành hoặc khi chúng ta đi đây đi đó bằng xe hơi, xe lửa hoặc máy bay, lúc nào chúng ta cũng nên lặp đi lặp lại đoạn cầu mong cho tất cả chúng sanh được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Chúng ta nên ước mong cho tất cả mọi người trên chuyến xe hay chuyến bay này được hạnh phúc và bình yên. Phát triển tâm từ theo cách này rất hiệu quả. Bất cứ khi nào chúng ta gặp, thấy hay nghe bất kỳ chúng sanh nào, chúng ta nên tu tập tâm từ. Nghĩa là khi chúng ta gặp bất cứ người nào, chúng ta nên rải tâm từ cho họ. Khi chúng ta gặp bất kỳ con vật nào, chúng ta nên rải tâm từ cho chúng. Đây là lý do tại sao chúng tôi nói thấy một khái niệm hành thiền tâm từ, thấy một thực tại tuyệt đối hành thiền minh sát. Chúng ta cũng có thể tu tập tâm từ khi chúng ta đang đứng, đang nằm hay đang ngồi. Vì bất kỳ lý do gì chúng ta đứng, trong lúc đứng chúng ta nên hành thiền tâm từ bằng cách lặp đi lặp lại câu cầu mong cho tất cả chúng sanh được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Vì bất cứ lý do gì chúng ta ngồi, trong lúc ngồi chúng ta cũng nên hành thiền tâm từ bằng cách lặp đi lặp lại câu cầu mong cho tất cả chúng sanh được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Khi chúng ta nằm, chúng ta cũng nên hành thiền tâm từ. Khi chúng ta đi ngủ, trước khi thật sự rơi vào giấc ngủ, chúng ta nên hành thiền tâm từ bằng cách niệm thầm cầu mong cho tất cả chúng sanh được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên trong tâm chúng ta. Thật sự, bạn sẽ rơi vào giấc ngủ dễ chịu hơn khi đang hành thiền tâm từ. Chỉ khi nào chúng ta rơi vào giấc ngủ, lúc đó chúng ta mới ngưng hành thiền tâm từ. Có thể nói, ngủ là thời gian để nghỉ ngơi cho người hành thiền tâm từ. Còn trong những giờ thức, lúc nào chúng ta cũng nên hành thiền tâm từ này. Chúng ta hành thiền tâm từ trong mọi hoạt động của chúng ta, như khi ăn trưa hay ăn sáng, khi uống nước hay uống một tách trà, khi chúng ta tắm, rửa mặt, khi làm mọi việc trong nhà hoặc trong văn phòng.
và ngay cả khi mua bán ở chợ. Chúng ta nên hành thiền tâm từ trong khi làm tất cả những công việc này. Khi quét nhà, quét sân, chúng ta cũng có thể tu tập thiền tâm từ trong tâm chúng ta. Cầu mong tất cả chúng sanh được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên, và để cho đôi tay làm công việc quét nhà. Bất luận khi nào chúng ta phải làm một công việc gì đó không dính dáng đến tâm khái niệm, chúng ta nên làm công việc đó trong lúc vẫn hành thiền tâm từ. Lúc mới thực hành, điều này có thể hơi khó. Tuy nhiên, khi chúng ta có nhiều kinh nghiệm hơn trong pháp hành, lúc đó chúng ta sẽ thấy dễ dàng hơn. Phương pháp hành thiền tâm từ đối với tất cả chúng sanh không phân chia họ thành những nhóm khác nhau này được gọi là thiền tâm từ không xác định, Anuddhisa Metta. Hành thiền tâm từ như thế này sẽ có rất nhiều phước báo. Trong kinh Okha của Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật nói rằng phước có được do hành thiền tâm từ 3 lần một ngày: buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. Mỗi lần khoảng 3 hoặc 4 giây vượt xa phước bố thí 100 nồi cơm 3 lần mỗi ngày. Cách hành thiền tâm từ xác định, Odisha Metta. Nếu một người có thể dành được nhiều thời gian hơn cho tâm từ, vì ấy nên dành nó trong 10 hướng. Điều này không khó, bạn chỉ việc lặp đi lặp lại những đoạn sau: tất cả các chúng sanh trong hướng đông, cầu mong cho tất cả chúng sanh trong hướng đông được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên, cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ thân, cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ tâm, cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt được thành tựu mỹ mãn. Tất cả chúng sanh trong hướng đông nam, cầu mong cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên, cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ thân, cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ tâm, cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt được thành tựu mỹ mãn. Tất cả chúng sanh trong hướng nam, cầu mong cho tất cả chúng sanh trong hướng nam được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên, cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ thân, cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ tâm, cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt được thành tựu mỹ mãn. Tất cả chúng sanh trong hướng tây nam, cầu mong cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên, cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ thân, cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ tâm, cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt được thành tựu mỹ mãn. Tất cả chúng sanh trong hướng tây, cầu mong cho tất cả chúng sanh trong hướng tây được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên, cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ thân, cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ tâm, cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt được thành tựu mỹ mãn. Tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc, cầu mong cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên, cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ thân, cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ tâm, cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt được thành tựu mỹ mãn. Tất cả chúng sanh trong hướng bắc, cầu mong cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên, cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ thân, cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ tâm, cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt được thành tựu mỹ mãn. Tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc, cầu mong cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên, cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ thân, cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ tâm, cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt được thành tựu mỹ mãn. Tất cả chúng sanh
trong hướng trên. Cầu mong cho tất cả chúng sanh trong hướng trên được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ thân. Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ tâm. Cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt được thành tựu mỹ mãn. Tất cả chúng sanh trong hướng dưới. Cầu mong cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ thân. Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ tâm. Cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt được thành tựu mỹ mãn. Sau khi chúng ta hành trong 10 hướng xong, chúng ta có thể tiếp tục hành thiền tâm từ với những đoạn trước. Đó là cầu mong tất cả chúng sanh được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Phương pháp hành thiền tâm từ này xuất phát từ Chan Chue Sayadu, Sayadu Ashin Janaka Phivamsa. Lưu ý cẩn thận khi hành thiền tâm từ. Khi có đủ thời gian, lý tưởng nhất chúng ta nên tu tập tâm từ trong các hướng bằng cách bắt đầu với hướng đông và chấm dứt với hướng trên và hướng dưới. Sau đó, đảo ngược trình tự bằng cách bắt đầu từ hướng dưới và chấm dứt với hướng đông. Khi chúng ta tu tập tâm từ đối với tất cả chúng sanh sống trong hướng đông, chúng ta phải cẩn thận rằng chúng ta đã tập trung tâm từ của chúng ta trên các chúng sanh đang sống trong hướng đông. Nếu chúng ta tu tập tâm từ đối với tất cả chúng sanh đang sống trong hướng đông nam, chúng ta phải cẩn thận rằng tâm chúng ta tập trung và hướng đến các chúng sanh đang sống trong hướng đông nam. Nói chung, chúng ta phải cẩn thận để tập trung tâm chúng ta vào hướng mà chúng ta đang tu tập tâm từ. Phương pháp này chia các chúng sanh theo phương hướng và được gọi là thiền tâm từ xác định Odisha Metta. Cách khác để hành tâm từ là phân loại các chúng sanh theo nơi chúng hay địa phương. Tất cả chúng sanh đang sống trong căn nhà này, cầu mong cho họ được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ thân. Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ tâm. Cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt được thành tựu mỹ mãn. Tất cả chúng sanh đang sống trong ngôi chùa này, cầu mong cho họ được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ thân. Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ tâm. Cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt được thành tựu mỹ mãn. Tất cả chúng sanh đang sống trong làng này, cầu mong cho họ được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ thân. Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ tâm. Cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt được thành tựu mỹ mãn. Tất cả chúng sanh đang sống trong tỉnh này, cầu mong cho họ được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ thân. Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ tâm. Cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt được thành tựu mỹ mãn. Tất cả chúng sanh đang sống trong nước này, cầu mong cho họ được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ thân. Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ tâm. Cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt được thành tựu mỹ mãn. Tất cả chúng sanh đang sống trong thế giới này, cầu mong cho họ được khỏe mạnh, hạnh phúc và bình yên. Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ thân. Cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ tâm. Cầu mong cho cuộc sống của họ về mọi mặt được thành tựu mỹ mãn. Khi các chúng sanh được chia theo phương hướng hay nơi chúng như căn nhà này, chùa này, làng này, tỉnh này, vân vân, thì được gọi là thiền tâm từ xác định Odisha Metta. Tương tự, khi các chúng sanh không được chia thành các nhóm đặc biệt và tâm từ được tu tập đến tất cả chúng sanh, nó được gọi là thiền tâm từ không xác định hay thiền tâm từ chung, Anodisha Metta.